Mến chào các em học sinh khối lớp 9. Rất vui lại được tiếp tục đồng hành cùng các em. Thầy xin đại diện nhóm giáo viên hóa học 9 gửi đến các em học sinh. Ước mong các em nghỉ ở nhà luôn được thật nhiều sức khỏe và học tập thật tốt, thật hiệu quả. Các em thân mến, ở tuần 1 gồm có 2 clip bài giảng. Các em hãy chép bài đầy đủ, ôn và rèn luyện thêm các em nhé. Tiếp tục ở tuần 2 cũng gồm 2 tiết, nhưng thuộc cùng một bài nên được ghép lại thành một clip để các em thuận tiện trong việc ghi chép và làm bài. Các em hãy chuẩn bị tập bút để ghi chép và cùng thầy đến với bài giảng tiết 3-4 của tuần thứ 2. Trước khi sang bài mới thì thầy sẽ nhắc lại kiến thức cũ để giúp các em có thể nhớ được kiến thức cũ và chúng ta sẽ học tốt được hơn kiến thức mới. Chúng ta cùng nhau ôn lại tính chất hóa học của oxit. Oxit gồm có 3 tính chất hóa học. Thứ nhất, tác dụng với nước. Cả oxit bazơ và oxit axit đều có tính chất chung này, đó là tác dụng với nước. Tính chất thứ hai, oxit bazơ sẽ tác dụng với axit và ngược lại, oxit axit sẽ tác dụng được với dung dịch bazơ. Và tính chất thứ ba có nghĩa là hai oxit sẽ tác dụng với nhau, oxit bazơ tác dụng với oxit axit. Như vậy, với mỗi tính chất thì thầy sẽ minh họa cho các em một phương trình hóa học để các em có thể nhớ về kiến thức cũ. Thứ nhất, K2O là một oxit bazơ tác dụng với nước. Oxit bazơ tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ. Dung dịch bazơ gồm kim loại và nhóm OH. Các em cân bằng phương trình. Oxit axit ở đây thầy lấy ví dụ đó là lưu huỳnh tri oxit. Oxit axit cộng với nước thu được dung dịch axit H2SO4. Tính chất thứ hai, thầy có hai phương trình hóa học để minh họa như sau. MgO cộng HCl, sản phẩm thu được MgCl2 cộng H2O. Cân bằng phương trình. CO2 là một oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ đó là KOH thì sẽ thu được sản phẩm gồm muối và nước. Muối gồm có kim loại đó là kali và gốc axit CO2, axit tương ứng là H2CO3. Vậy gốc axit chính là gốc CO3. Kali hóa trị 1, nhóm CO3 hóa trị 2, K2CO3 và nước. Tính chất thứ ba, hai loại oxit có thể tác dụng với nhau. Một số oxit bazơ có thể tác dụng được với một số oxit axit để tạo thành muối. Na2O cộng SO2, chúng ta thu được muối đó là Na. SO2 thì gốc axit là gốc SO3 hóa trị 2, Na hóa trị 1. Vậy, muối thu được chính là Na2CO3. Ở đây chỉ là một số phương trình nó rất là cơ bản. Còn rất là nhiều phương trình khác, các em có thể về làm bài tập thêm trong sách giáo khoa để các em có thể củng cố và nhớ được bài lâu hơn. Các em đã được tìm hiểu về tính chất hóa học của oxit và khái quát về sự phân loại oxit. Ngày hôm nay, để làm rõ hơn về cái tính chất đó, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hai cái oxit cụ thể. Một cái oxit là oxit axit và một cái là oxit bazơ. Ở cái bài học thứ 2, tiết 3, tiết 4 của tuần 2, một số oxit quan trọng. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu mục A, canxi oxit, với tên thông thường, thường gọi đó là vôi sống. Các em cùng thầy nè, ghi bài một số cái phần đầu tiên của mục A, canxi oxit. Công thức hóa học của canxi oxit là CaO. Phân tử khối của CaO bằng 56. Các em thân mến, phần 1 tính chất, đây là một phần tự học có hướng dẫn. Tuy nhiên trong clip này thì thầy cũng sẽ hướng dẫn các em thật cặn kẽ để các em có thể ôn tập thêm ở nhà.
Các em nhớ chép bài thật đầy đủ. Các em quan sát hai hình sau đây. Đây là hai hình ảnh minh họa về Canxiuxit, vôi sống. Vôi sống còn được gọi là vôi hay vôi nung, cần phải phân biệt với vôi tôi, vôi sữa hay bột đá vôi. Vôi sống với tên hóa học là Canxiuxit là một loại hợp chất vô cơ, có công thức hóa học là CaO và phân tử khối là 56. Để tạo ra vôi sống, ta cần tiến hành quá trình nung đá vôi ở nhiệt độ cao. Sản phẩm thu được chính là vôi sống. Và từ vôi sống này, nếu cho vào nước thì sẽ được vôi tôi, vôi nước, vôi sữa hay dung dịch nước vôi trong. Chúng ta sẽ được học ở các bài tiếp theo. Vôi sống là chất rắn dạng bột hoặc vón cục, có màu trắng, nhưng khi chứa tạp chất, chúng có màu vàng nhạt hoặc màu xám. Canxiuxit là một oxit kiềm và có độ hút ẩm cao, dễ dàng hấp thụ carbon dioxide và nước từ không khí, nóng chảy ở nhiệt độ rất cao, khoảng 2585 độ C. Vôi sống thương mại thường có chứa lẫn các tạp chất như magie oxit, silic oxit và một lượng nhỏ nhôm oxit hoặc sắt hai oxit. Hiện nay, vôi sống được sử dụng ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất phân bón, xử lý nước thải, nuôi trồng thủy sản, xây dựng. Các em ghi nhận những nội dung ở phần tính chất. Thứ nhất, Canxiuxit là chất rắn, màu trắng. Thứ hai, nóng chảy ở nhiệt độ rất cao, khoảng 2585 độ C. Các em ghi hai gạch đầu dòng này vào trong tập. Các em lưu ý rằng, Canxiuxit là một oxit bazơ, do đó Canxiuxit có đầy đủ tính chất hóa học của một oxit bazơ. Vậy, liên hệ kiến thức cũ, oxit bazơ gồm có những tính chất nào? Như thầy đã nhắc lại ở phần đầu, ôn tập kiến thức cũ. 1. Tác dụng với nước. 2. Tác dụng với axit. Và 3. Tác dụng với oxit axit. Chúng ta quan sát về cách tiến hành thí nghiệm sau. Thí nghiệm. Cho một mẫu nhỏ Canxiuxit vào ống nghiệm. Nhỏ vài giọt nước vào Canxiuxit, trộn đều. Để yên ống nghiệm một thời gian. Mời các em cùng quan sát thí nghiệm sau đây. Canxiuxit tác dụng với nước. Lấy vào ống nghiệm một mẩu nhỏ Canxiuxit. Sau đó thêm khoảng 2 ml nước cất. Quan sát hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm. Sau một thời gian, nhỏ thêm vào ống nghiệm vài giọt dung dịch phenol phthalein, quan sát hiện tượng, giải thích và viết phương trình phản ứng.
Các em vừa được theo dõi một cái clip mô phỏng thí nghiệm, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn hình ảnh sau đây. Đây chính là hình ảnh để mô tả thí nghiệm mà chúng ta vừa quan sát. Các em lưu ý, cho một cái mẫu nhỏ canxi oxit vào trong ống nghiệm, nhỏ vài giọt nước vào canxi oxit, tiếp tục cho thêm nước, dùng đũa thủy tinh để trộn đều, để yên ống nghiệm một thời gian. Hiện tượng mà chúng ta quan sát được đó là sinh ra được chất rắn màu trắng. Chất rắn này tan ít trong nước. Các em lưu ý rằng khi mà chúng ta đưa tay lại gần cái đáy ống nghiệm thì chúng ta có cảm giác là hơi nóng. Vậy kết luận là gì? Đây là một phản ứng tỏa nhiệt. Các em ghi nhận hiện tượng sinh ra chất rắn màu trắng tan ít trong nước. Chất rắn này chính là canxi hydroxit CaOH tất cả hai. Phản ứng này được gọi là phản ứng tôi vôi, phản ứng tỏa nhiệt. Các em cùng thầy viết phương trình CaO cộng H2O, sản phẩm tạo thành canxi hydroxit CaOH tất cả hai. Canxi hydroxit CaOH tất cả hai này là một chất tan ít trong nước, phần tan ra gọi là dung dịch bazơ. Canxi hydroxit được gọi là bazơ. Canxi oxit có tính hút ẩm, dùng làm khô nhiều chất. Chúng ta tiếp tục đến với tính chất thứ hai, tác dụng với axit. Các em quan sát hình ảnh sau đây. Khi cho canxi oxit vào trong ống nghiệm, nhỏ một vài giọt dung dịch axit chlorhydric vào trong ống nghiệm đã có sẵn canxi oxit CaO, thì chúng ta quan sát và thấy rằng canxi oxit tác dụng với dung dịch axit chlorhydric, phản ứng này tỏa nhiệt, sinh ra canxi clorua CaCl2 và sản phẩm kèm theo là nước. Canxi clorua này tan trong nước. Phản ứng này là một phản ứng tỏa nhiệt. Các em cùng thầy viết phương trình hóa học. Sản phẩm tạo thành canxi clorua CaCl2 và nước. Các em cân bằng phương trình 2H2Cl. Một phương trình tiếp theo, canxi oxit tác dụng với axit sulfuric. Sản phẩm thu được CaSO4 và nước. Các em lưu ý rằng nhờ tính chất này, canxi oxit được dùng để khử chua đất trồng trọt, xử lý nước thải của nhiều nhà máy hóa chất. Chúng ta tiếp tục đến với tính chất thứ ba, tác dụng với oxit axit. Để một mẫu nhỏ canxi oxit trong không khí ở nhiệt độ thường, trong không khí của chúng ta sẽ có khí CO2. Các em biết rằng canxi oxit khi để ở trong không khí ở nhiệt độ thường một thời gian thì canxi oxit sẽ hấp thụ khí carbon dioxide CO2 này và tạo thành canxi carbonate, oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối. Vì vậy, canxi oxit sẽ giảm chất lượng nếu lưu giữ lâu ngày trong tự nhiên. Các em thấy rằng canxi oxit CaO hay còn gọi là vôi sống có đầy đủ 3 tính chất hóa học. Thứ nhất là tác dụng với nước, thứ hai tác dụng với axit và thứ ba tác dụng với oxit axit. Canxi oxit có đầy đủ tính chất hóa học của một oxit bazơ. Vậy, kết luận rằng canxi oxit là một oxit bazơ. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu ứng dụng của canxi oxit. Vậy canxi oxit có những ứng dụng gì? Các em lưu ý rằng
Một phần lớn canxi oxit được dùng trong công nghiệp luyện kim và làm nguyên liệu cho công nghiệp hóa học. Ngoài ra, canxi oxit còn được dùng để khử chua đất trồng trọt, xử lý nước thải công nghiệp, sát trùng, diệt nấm và khử độc môi trường. Những ứng dụng của vôi sống canxi oxit. Vôi được dùng phổ biến ở hai dạng là vôi chín và bột vôi sống. Vôi chín là vôi được mang đi tôi, tức là cho vôi sống vào nước. Phản ứng này tỏa rất nhiều nhiệt, nước sủi lên, nếu không cẩn thận bị bắn vào, có thể gây bỏng nặng. Để sản xuất bột vôi sống, các cục vôi được mang đi nghiền nhỏ đến khi thành bột mịn. Sau đó chúng được bảo quản trong các bao kính và dùng giống như là xi măng. Trong ngành xây dựng như nhà ở, trường học, các công trình công cộng, vôi sữa, vôi nhuyễn hoặc bột vôi sống được sử dụng rất phổ biến. Người ta tiến hành trộn vôi, cát, xi măng, nước theo tỷ lệ nhất định, tạo thành hỗn hợp vữa xay. Vữa vôi có độ kết dính cao do sự mất nước khi khô, làm cho hỗn hợp trở nên rắn chắc. Và trong nông nghiệp, vôi có thể dùng để khử phèn, sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường, nâng độ pH của đất và nước ao, giúp khử chua cải tạo đất trồng, tạo điều kiện sống thuận lợi cho tôm cá. Ngoài ra, vôi còn có tác dụng tiêu diệt các loại cá tạp, các loại rong tảo, vi trùng, mầm bệnh trong ao. Vôi còn có tác dụng cung cấp canxi giúp tôm phát triển trong quá trình hình thành vỏ. Vôi sống có tác dụng như một phụ gia làm mềm, kết bông, thu hồi loại bỏ các loại tạp chất trong công nghiệp xử lý nước thải. Vôi trung hòa lượng axit, cản trở sự ăn mòn và bảo vệ môi trường tự nhiên. Có thể làm mềm nước và tẩy uế chống lại các vi khuẩn. Canxi oxit có tính hút ẩm mạnh nên được dùng để làm khô nhiều chất, sử dụng trong công nghiệp luyện kim. Có thể dùng để sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường. Ngoài ra, nước vôi trong có thể dùng để ngâm bí, cà rốt trong chế biến mứt giúp chúng giòn hơn. Để tìm hiểu mục 3, sản xuất canxi oxit như thế nào, thầy xin mời các em theo dõi một clip ngắn sau đây. Quy trình sản xuất canxi oxit vôi sống. Nguyên liệu được sử dụng để sản xuất vôi sống là những loại đá giàu khoáng canxi carbonat, chủ yếu là đá vôi. Ngoài ra còn có một số loại khác như đá san hô, đá dolomit, hàm lượng sét nhỏ hơn 6%. Đập nhỏ đá thành những cục nhỏ, kích thước đều nhau, 10-20cm, trước khi đem nung trong lò với nhiệt độ cao, từ 900-1100 độ C. Chất đốt được sử dụng là củi, dầu, khí tự nhiên. Vôi khi được đốt xong sẽ đi ra đường băng tải để phân loại. Công nhân sẽ tiến hành phân loại vôi theo kích thước. Phản ứng để sản xuất ra vôi là một phản ứng thuận nghịch. Do đó, nếu muốn tăng chất lượng của vôi, cần đẩy chiều thuận bằng cách tạo độ thông thoáng trong lò vôi để khí carbonic thoát ra dễ dàng. Cần phải lưu ý rằng, nếu các cục đá mang đi nung có kích thước không đều, hiện tượng vôi sống, vôi cháy rất dễ xảy ra. Nếu nung các cục đá lớn, canxi carbonat sẽ không chuyển hết hoàn toàn sang canxi oxit, khiến thành phẩm có chất lượng kém, nhiều sạn đá, ít dẻo. Còn với các cục đá có kích thước nhỏ, hoặc nếu nhiệt độ lò nung quá lớn, canxi oxit sinh ra sẽ phản ứng với các tạp chất sét, tạo thành các lớp màng keo rất cứng, bao phủ lên các hạt vôi, làm kết cấu bị rỗ, nứt. Thứ nhất, nguyên liệu để sản xuất canxi oxit đó chính là đá vôi. Công thức hóa học là CaCO3. Ngoài ra còn cần phải có chất đốt như là than đá, củi, dầu, khí tự nhiên. Chất đốt gồm than, không khí nóng. Các phản ứng hóa học xảy ra. Thứ nhất, đó là nung đá vôi bằng lò nung thủ công hoặc lò nung vôi công nghiệp. Trước hết, than cháy tạo ra khí carbon dioxide, phản ứng này tỏa nhiều nhiệt. Nhiệt sinh ra đem đi phân hủy đá vôi thành vôi sống
ở nhiệt độ trên 900 độ C. Canxi carbonate đá vôi nhiệt phân ở nhiệt độ 900 độ C tạo ra vôi sống canxi oxit và khí CO2. Chúng ta vừa tìm hiểu một oxit quan trọng đầu tiên, đó là canxi oxit vôi sống. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến oxit quan trọng thứ hai, đó là lưu huỳnh dioxit hay còn gọi là khí sunfur. Các em ghi bài một số thông tin đầu tiên. Công thức hóa học của lưu huỳnh dioxit là SO2. Phân tử khối của SO2 64. Phần đầu tiên, một tính chất, đây là phần tự học có hướng dẫn, tuy nhiên thầy cũng hướng dẫn thật rõ ràng để các em có thể rèn luyện và ôn tập thêm ở nhà. Chúng ta cùng tìm hiểu những tính chất của lưu huỳnh dioxit. Lưu huỳnh dioxit là một chất khí không màu, mùi hắc, độc, gây ho, viêm đường hô hấp. Lưu huỳnh dioxit là một khí nặng hơn không khí, bởi vì phân tử khối của lưu huỳnh dioxit là 64, khối lượng mol là 64, không khí là 29, thì khí lưu huỳnh dioxit còn gọi là khí sunfur này nặng hơn không khí. Đây là một khí rất độc, gây ho, viêm đường hô hấp. Để tìm hiểu thêm về các tính chất của lưu huỳnh dioxit, thầy mời các em theo dõi một clip ngắn sau đây. Nguồn gốc hình thành khí lưu huỳnh dioxit hay còn gọi là khí sunfur. Trong tự nhiên, lưu huỳnh dioxit thoát ra từ vụ núi lửa phun trào. Các hợp chất sinh học có chứa lưu huỳnh phân hủy tạo ra lưu huỳnh dioxit. Lưu huỳnh dioxit gây ra ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt của con người. Là một loại khí đặc trưng trong những hoạt động sản xuất công nghiệp. Khói thải từ các nhà máy lọc dầu, đốt than, luyện kim, công nghiệp chế biến. Lưu huỳnh dioxit được phát sinh ra từ các quá trình thiêu đốt hàng ngày của con người. Khí thải sinh ra từ các phương tiện giao thông như ô tô, xe máy, trong các sinh hoạt hàng ngày như khói thuốc lá, đốt gỗ, than đá và những chất hữu cơ như phân khô, rác thải, rơm rạ đều có thể sinh ra khí lưu huỳnh dioxit hay còn gọi là khí sunfur. Chúng ta tiếp tục phần 1 tính chất. Lưu huỳnh dioxit có tính chất hóa học của oxit axit. Khẳng định như vậy là đúng hay chưa? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tính chất và sau đó kết luận. Nếu đã là một oxit axit thì phải đáp ứng được 3 tính chất hóa học cơ bản sau đây. 1. Tác dụng với nước. 2. Tác dụng với dung dịch bazơ. Và 3. Tác dụng với oxit bazơ. Với tính chất đầu tiên tác dụng với nước, các em quan sát hình ảnh sau đây. Dẫn khí lưu huỳnh dioxit vào cốc đựng nước cất. Các em chú ý rằng dẫn khí lưu huỳnh dioxit vào cốc đựng nước cất và thử dung dịch thu được bằng quỳ tím. Đây là một mẫu giấy quỳ tím. Các em lưu ý rằng đối với cái hình 1.6 này, khí SO2 tác dụng với nước, thì chúng ta thấy hình này được chia làm hai phần. Phần đầu tiên là phần bên trái và phần thứ hai là phần bên phải. Trong sách giáo khoa của chúng ta trang số 10 thì chỉ nói về cái phần bên phải thôi, đó là dẫn khí lưu huỳnh dioxit SO2 vào trong một cốc nước và có một cái mẫu giấy quỳ tím. Vậy còn cái phần bên trái là gì? Các em lưu ý, ở phần bên trái thì ở đây nó có một cái bình cầu. Ở trong bình cầu đựng một cái muối, đó là muối Na2SO3, muối natri sunfit. Và ở phía trên, đây là dung dịch, là chất lỏng, dung dịch axit sulfuric H2SO4. Các em lưu ý rằng nửa hình bên trái chính là điều chế ra được khí lưu huỳnh dioxit. Thí dụ như chúng ta học ở phần đầu là canxi oxit. Canxi oxit CO là một cái bột màu trắng, nó là chất rắn. Thì đó là một cái chất mà có sẵn trong phòng thí nghiệm.
Còn những cái chất khí là những chất mà không có sẵn trong phòng thí nghiệm. Khi chúng ta muốn có một cái thí nghiệm đối với chất khí thì chúng ta phải tiến hành đi điều chế. Vậy chúng ta sẽ nhỏ từ từ từng giọt dung dịch axit sulfuric vào bình cầu có đựng sẵn muối natri sulfit. Và sau khi chúng ta nhỏ dung dịch vào muối này rồi thì chúng ta thu được một chất khí. Khí này chính là khí lưu huỳnh dioxit, và chúng ta mới tiến hành dẫn khí lưu huỳnh dioxit vào cốc đựng nước cất, mà cốc đựng nước cất này đã có sẵn một mẫu giấy quỳ tím. Các em lưu ý rằng cái phần mà chìm ở trong cốc nước cất này, mẫu giấy quỳ tím mà chìm ở trong cốc nước cất này nó đã biến thành màu đỏ, và ở phía trên này thì nó vẫn còn là màu của giấy quỳ tím. Các em chú ý rằng hiện tượng chúng ta thấy giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi chúng ta dẫn khí lưu huỳnh dioxit vào trong cốc nước cất thì thu được một cái chất gì đó mà đã làm cho quỳ tím từ màu tím chuyển sang màu đỏ. Vậy thầy kết luận rằng chất làm cho quỳ tím chuyển sang màu đỏ chính là dung dịch axit. Vậy SO2 vào trong nước thu được dung dịch axit. Dung dịch thu được này là dung dịch axit sulfuro, tức là H2SO3. SO2 cộng H2O, các em viết phương trình oxit axit tác dụng với nước thì tạo ra dung dịch axit, đó là axit sulfuro H2SO3. Chính cái dung dịch axit này làm cho quấy giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ. SO2 lưu huỳnh dioxit là một chất gây ra ô nhiễm không khí, gây ra mưa axit. Chúng ta tiếp tục với tính chất thứ hai của lưu huỳnh dioxit, đó là tác dụng với dung dịch bazơ. Kem lưu ý rằng ở đây đó thầy ghi rất là kỹ tác dụng với dung dịch bazơ, bởi vì dung dịch bazơ của chúng ta đó là các cái bazơ tan. Khi nhắc đến bazơ thì chúng ta phải lưu ý rằng có hai loại, phân loại thành hai ha. Thứ nhất là bazơ tan, tức là một số cái dung dịch như là canxi hydroxit hoặc là kali hydroxit vân vân, KOH, CaOH tất cả 2. Còn một số cái bazơ khác, ví dụ như là COOH tất cả 2, đồng 2 hydroxit hoặc là magie hydroxit, thì đó là những cái bazơ không tan, chúng ta không có sử dụng ở đây. Ở đây tính chất thứ hai đó là oxit acid, cụ thể là lưu huỳnh dioxit tác dụng với dung dịch bazơ, ví dụ như là canxi hydroxit hoặc là kali hydroxit. Các em quan sát hình ảnh sau đây. Dẫn một ít khí lưu huỳnh dioxit vào cốc đựng dung dịch canxi hydroxit. Các em lưu ý rằng cái hình này giống như cái hình ở tính chất 1 tác dụng với nước. Chúng ta cũng chia ra thành nửa bên trái và nửa bên phải. Nửa bên trái là chúng ta nhỏ dung dịch axit sulfuric vào muối natri sulfit để tạo ra khí sulfuro lưu huỳnh dioxit SO2. Và cái tính chất của chúng ta bắt đầu từ nửa hình bên tay phải thôi. Có nghĩa là dẫn một ít khí lưu huỳnh dioxit vào cái cốc này. Ở số 1 đó là cốc nước, nước cất. Còn bây giờ ở tính chất thứ hai này đó là dẫn khí lưu huỳnh dioxit vào trong một cái cốc đựng dung dịch canxi hydroxit CaOH tất cả 2. Thì quan sát hiện tượng đó là thấy xuất hiện cái chất rắn không tan màu trắng. Thấy xuất hiện chất rắn không tan màu trắng. Người ta gọi đó là kết tủa trắng. Đó chính là muối canxi sulfit CaSO3 không tan. Lưu ý rằng khi dẫn khí SO2 lưu huỳnh dioxit vào cốc đựng dung dịch canxi hydroxit thì xuất hiện kết tủa trắng, tức là canxi sulfit không tan. Chúng ta theo dõi phương trình hóa học sau đây. Dẫn khí lưu huỳnh dioxit vào dung dịch canxi hydroxit thu được kết tủa trắng. Kết tủa trắng ha. Kết tủa thì chúng ta ký hiệu là dấu mũi tên xuống, còn khí thì chúng ta ký hiệu là dấu mũi tên đi lên, mũi tên lên. Rồi CaSO3 này là kết tủa trắng, tức là
chất rắn không tan. Và ngoài ra thì sản phẩm có thêm nước nữa, muối và nước như là tính chất chung của oxit axit mà chúng ta đã học ở bài 1. Có thêm một cái phương trình minh họa nữa cho các em dẫn khí lưu huỳnh dioxit vào dung dịch natri hydroxit. Đây là một bazơ tan, tức là dung dịch bazơ. Vậy sản phẩm thu được đó chính là gồm muối và nước. Muối thì gồm kim loại đó là Na, SO2 thì axit tương ứng là H2SO3. Vậy muối của chúng ta đó là muối natri sulfit Na2SO3 và nước. Và chúng ta nhớ cân bằng ở ngay chỗ này ha, ngay chỗ NaOH. Tính chất tiếp theo đó là oxit axit lưu huỳnh dioxit tác dụng với oxit bazơ. Các em lưu ý rằng lưu huỳnh dioxit tác dụng với một số oxit bazơ như natri oxit Na2O, canxi oxit CaO tạo ra muối sulfit. Na2O cộng SO2 ra được muối. Đó chính là muối natri sulfit giống ở trên, nhưng mà ở đây thì không có nước các em ha. Các em lưu ý rằng chúng ta vừa tìm hiểu phần tính chất của lưu huỳnh dioxit. Lưu huỳnh dioxit có cả 3 tính chất: 1 tác dụng với nước, 2 tác dụng với dung dịch bazơ và 3 tác dụng với oxit bazơ. Một oxit mà có cả 3 tính chất như vậy, chúng ta kết luận rằng lưu huỳnh dioxit chính là một oxit axit. Các em ghi bài vào. Sau khi đã tìm hiểu về tính chất thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu về ứng dụng. Vậy lưu huỳnh dioxit có những ứng dụng gì? Phần lớn lưu huỳnh dioxit được dùng để sản xuất axit sulfuric H2SO4. Ngoài ra, lưu huỳnh dioxit còn dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy, dùng làm chất diệt nấm mốc. Để hiểu rõ thêm về các ứng dụng của lưu huỳnh dioxit, thầy mời các em quan sát một clip ngắn sau đây. Các ứng dụng của lưu huỳnh dioxit. Lưu huỳnh dioxit dùng trong sản xuất hợp chất axit sulfuric, dùng trong công nghiệp. Lưu huỳnh dioxit còn được sử dụng để làm chất tẩy trắng bột giấy và dung dịch đường, làm mất màu một số hợp chất, tạo ra hợp chất hữu cơ màu trắng sáng. Ngoài ra, lưu huỳnh dioxit còn được ứng dụng để làm chất bảo quản cho các loại thực phẩm sấy khô, với khả năng giúp ngăn cản sự phát triển của vi khuẩn, nấm gây hư hại cho thực phẩm, giúp thực phẩm không bị hư hỏng, thối rữa, giữ màu sắc tươi ngon trong một thời gian dài. Khi chế biến hoa quả khô thủ công tại nhà, do không sử dụng hóa chất nên thường không bảo quản được lâu ở điều kiện thường. Do đó, để ngăn sự oxy hóa diễn ra, có thể thay thế việc sử dụng hóa chất bằng cách ngâm vào nước chanh sẽ an toàn hơn. Trong phòng thí nghiệm, sử dụng làm thuốc để nhận biết các chất khác và được sử dụng như một dung môi trơ. Các em thân mến, lưu huỳnh dioxit có nhiều ứng dụng rất là quan trọng trong công nghiệp. Nhưng lưu huỳnh dioxit được sinh ra trong đời sống hàng ngày từ khói bụi, gây ra mưa axit cũng như gây ra ô nhiễm bầu không khí. Vậy những cách khắc phục không để lưu huỳnh dioxit ảnh hưởng đến cuộc sống và những cái biện pháp để có thể giảm lượng lưu huỳnh dioxit trong đời sống như thế nào? Mời các em theo dõi clip sau đây. Một số tác hại của lưu huỳnh dioxit. Lưu huỳnh dioxit có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí, là một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng mưa axit. Mưa axit tàn phá nhiều rừng cây, gây ăn mòn kim loại cùng bê tông trong điều kiện không khí ẩm. Mưa axit làm phá hủy những tác phẩm, công trình kiến trúc bằng đá và kim loại, gây rỉ sét cho sắt, thép. Lưu huỳnh dioxit thông qua đường hô hấp gây hại đến sức khỏe con người, gây ra viêm phổi, mắt và da. Những vùng chịu tác động của lò, các cơ sở sản xuất thường là những nơi cư trú nguy hiểm vì khói bụi và khí thải
luôn luôn diễn ra hàng ngày. Hậu quả của lưu huỳnh dioxit không phải là tức thời, nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ gây những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì thế, toàn cộng đồng phải có ý thức như đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường, sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để hạn chế khói thải, khí bụi. Ngoài ra, trồng nhiều cây xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường, không đốt rác, không hút thuốc. Có thể chuẩn bị máy lọc khí cho gia đình nếu ở gần những vùng không khí bị ô nhiễm nặng. Các em thân mến, lưu huỳnh dioxit tuy rằng một khí rất có hại cho môi trường cũng như là gây hại đến sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, trong phần ứng dụng các em cũng thấy được rằng trong phòng thí nghiệm cũng như trong công nghiệp, lưu huỳnh dioxit đóng một cái vai trò rất là to lớn. Vậy khi nào mà chúng ta cần sử dụng lưu huỳnh dioxit thì chúng ta điều chế cũng như là sản xuất như thế nào? Thì các em tìm hiểu ở phần 3 điều chế lưu huỳnh dioxit. Thì như các em đã biết đó, thì điều chế thì luôn luôn chúng ta phải điều chế ở hai nơi. Thứ nhất là ở trong phòng thí nghiệm và thứ hai là trong công nghiệp. Thì đầu tiên thầy sẽ giới thiệu cho các em các cái phương pháp điều chế ở trong phòng thí nghiệm. Thứ nhất thì chúng ta sẽ dùng muối sunfit tác dụng với lại các dung dịch axit mạnh như là dung dịch axit chlorhydric hoặc là axit sulfuric, giống như là cái thí nghiệm lúc nãy mà chúng ta chia ra nửa hình bên trái, nửa hình bên phải. Muốn thực hiện được cái thí nghiệm mà dẫn lưu huỳnh dioxit vào nước thì đầu tiên phải điều chế ra được khí lưu huỳnh dioxit. Thì trong phòng thí nghiệm một cách đơn giản nhất đó là cho muối sunfit, cụ thể như lúc nãy đó là muối natri sunfit Na2SO3 vào dung dịch axit sulfuric H2SO4. Ngoài ra một cách nữa trong phòng thí nghiệm đó là dùng kim loại đồng tác dụng với axit sulfuric đặc nóng. Thì đây là một cái tính chất mới chúng ta sẽ được học ở bài axit. Nhưng mà thầy cũng muốn gợi mở thêm cho các em. Ở phần ôn tập đầu năm thì chúng ta thấy là kim loại đồng thì nó không tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch H2SO4. Vậy tại sao bây giờ thầy lại đưa ra cho các em ở đây? Các em lưu ý rằng kim loại đồng không tác dụng được với dung dịch HCl và không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. Loãng thì Cu và Ag đồng bạc không tác dụng. Tuy nhiên khi gặp H2SO4 đặc nóng thì kim loại đồng vẫn tác dụng được. Kim loại bạc vẫn tác dụng được và chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn ở cái bài axit. Ngoài ra, ngoài cái điều chế trong phòng thí nghiệm thì chúng ta còn có một nơi điều chế nữa mà sử dụng rất là nhiều, đó là trong công nghiệp. Vậy trong công nghiệp điều chế khí lưu huỳnh dioxit như thế nào? Thứ nhất đó là đốt lưu huỳnh trong không khí, thì đây là cái phương trình, cái tính chất mà chúng ta đã được học ở bài oxy. Như lúc trước chúng ta nói là oxy tác dụng với lưu huỳnh. Vậy thì bây giờ lên lớp 9 chúng ta nhắc lại, đó là lưu huỳnh tác dụng với oxy. Và một tính chất nữa đó là đốt quặng pyrit sắt. Quặng pyrit sắt thành phần chính là FeS2. Các em lưu ý, khi nói quặng pyrit sắt, các em đừng có nói quặng pyrit sắt công thức là FeS2. Quặng pyrit sắt công thức FeS2, cái đó chưa đúng. Em nên nói như vậy nè, quặng pyrit sắt thành phần chính là FeS2. Ngoài ra nó còn có một số oxit của sắt nữa các em. Ở trong sách giáo khoa thì không có hình này, thầy đưa ra để cho các em có thể thấy rõ nè. Các em lưu ý lúc nãy mà chúng ta hay nói về cái hình thí nghiệm mà nửa bên trái, nửa bên phải á. Nửa bên phải là chúng ta thực hiện cái phản ứng của lưu huỳnh dioxit, còn nửa bên trái là chúng ta phản ứng để chúng ta thu được cái khí. Các em lưu ý nhắc lại cái thí nghiệm lúc nãy ha. Ở đây nè, chúng ta dùng muối natri sunfit cho dung dịch axit sulfuric nhỏ từ từ vào một cái bình cầu. Cái bình này gọi là bình cầu. Nhỏ từ từ dung dịch axit sulfuric vào bình cầu có sẵn muối natri sunfit. Rồi, cái phần ở dưới đây thì các em cũng không quan tâm nhiều ha. Khi mà chúng ta nhỏ vào thì sẽ có xuất hiện khí. Khí này là khí mùi hắc, tức là khí lưu huỳnh dioxit. Và chúng ta sẽ dẫn khí, khí thì nó bay đi ha. Chúng ta sẽ dẫn khí lưu huỳnh dioxit này đi ra bên đây. Nếu như chúng ta thực hiện phản ứng thì chúng ta dẫn khí lưu huỳnh dioxit này vào trong cốc đựng nước cất hoặc là dẫn vào trong cốc đựng dung dịch canxi hydroxit. Còn ở đây thì thu khí cho nên chúng ta dẫn vào trong một cái bình, bình tam giác này.
thì chúng ta sẽ dẫn khí lưu huỳnh dioxit vào trong bình này, và ở trên đầu này có tẩm, có một cái bông tẩm dung dịch natri oxit để hạn chế cái khí lưu huỳnh dioxit này thoát ra ngoài. Bởi vì chúng ta biết rằng lưu huỳnh dioxit là một oxit axit thì có thể tác dụng với dung dịch NaOH là một bazơ, thì SO2, khí SO2 này muốn bay ra ngoài thì nó gặp cái bông tẩm dung dịch NaOH này thì nó bị giữ lại, giúp cho nó nằm ở trong bình, nó không có bị bay ra ngoài. Vậy thì chúng ta lưu ý cái tính chất đầu tiên này rất là quan trọng để khi mà chúng các em làm bài tập á, chúng ta làm bài tập thì các em có thể ứng dụng được. Muối sunfit tác dụng với dung dịch axit mạnh. Natri sunfit tác dụng với dung dịch axit sulfuric. Vậy thì chúng ta thấy rằng tạo ra muối là muối Na kết hợp với SO4. Vậy muối này là muối Na2SO4. Và ở đây nè, chúng ta còn lại là H với SO3 thì chúng ta sẽ tạo ra được H2SO3 dung dịch axit sulfuric. Tuy nhiên, có lưu ý như sau. Sản phẩm nếu sinh ra chúng ta gặp H2CO3 hoặc H2SO3 thì chúng ta phải ghi cái dấu cộng ở đây nè là H2SO3. Nhưng nếu gặp sản phẩm như vậy thì chúng ta khoan hẳn viết, mà chúng ta phải lưu ý như thế này nè các em. Chuyển thành H2O cộng CO2 bay lên nếu là H2CO3. Còn ở đây chúng ta đúng lý ra chúng ta ra được là H2SO3 thì sản phẩm của chúng ta phải là H2O cộng SO2 bay lên. Rồi, như vậy thì đây chính là một cái phản ứng để điều chế ra được khí lưu huỳnh dioxit SO2. Tiếp tục ở đây chúng ta có một cái phương trình nữa nè các em. NaCl cộng cho H với SO3 chính là H2SO3. Rồi, các em thử viết cái phương trình này ha. NaCl cộng H2SO3. Nhưng nếu gặp H2SO3 thì chúng ta phải bắt đầu chúng ta phân ra thành H2O cộng SO2. Ở trong sách thì không có trình bày cái phần này, nhưng mà thầy đưa thêm cái phần lưu ý vô để cho các em có thể dễ nắm bài và các em tập làm quen viết phương trình từ bây giờ luôn. Các em nhớ cân bằng phương trình hóa học. Và tiếp tục đó là điều chế khí lưu huỳnh dioxit trong công nghiệp. Cái phương pháp đầu tiên đó là đốt lưu huỳnh trong không khí. Như thầy nói lúc nãy thì cái phương trình này rất là quen thuộc với các em. S cộng O2 đốt cháy tê độ ra SO2. Đốt quặng pyrít sắt thành phần chính là FeS2. Đốt quặng pyrít sắt sản phẩm thu được đó là gồm oxit sắt, sắt 3 oxit và khí SO2. Các em cân bằng phương trình ha. Thầy trò chúng ta cùng giải bài tập sau đây. Đây là bài tập số 4, sách giáo khoa trang 9. Biết 2,24 lít khí carbon dioxide ở điều kiện tiêu chuẩn tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch bari hydroxide. Sản phẩm thu được là muối bari carbonate và nước. A. Tính nồng độ mol dung dịch bari hydroxide đã dùng. B. Tính khối lượng chất kết tủa thu được. Các em có thể không ghi đề bài này cũng được, hoặc là các em có thể ghi vào và các em giải. Thầy cho các em khoảng chừng 1 đến 2 phút ha, các em hình dung ra cách giải của bài này và chúng ta bắt đầu. Thì như một cái bài toán bình thường quen thuộc thì đầu tiên chúng ta sẽ tính số mol trước. Ở đây thì chúng ta thấy đề cho 2,24 lít khí carbonic, tức là khí carbon dioxide điều kiện tiêu chuẩn, thì chúng ta có thể tính được số mol của khí CO2. Đề cho là lít thì chúng ta tính số mol bằng công thức là V chia cho 22,4. 2,24 chia cho 22,4. Rồi các em bấm máy ha. Nếu các em biết làm bài thì các em có thể dừng cái bài giảng của thầy lại và các em làm. Sau đó thì các em mới mở bài giảng lên và các em dò cách làm cũng như là dò đáp án xem là nó có khớp với thầy hay không. Các em bấm đáp án số mol của CO2 ra được là 0,1 mol. Cái bước tiếp theo đó là các em viết phương trình, các em cân bằng, các em hạ hệ số mol mol và các em điền số mol vừa tìm được ha vào trong phương trình. Rồi các em mới bắt đầu đi tính toán yêu cầu đề bài câu A, câu B.
Và kem lưu ý dưới cuối ha, đề có cho các em là BA là 137, C là 12, O là 16. Các em tiếp tục viết phương trình. CO2 cộng BaOH tất cả 2. Sản phẩm thu được khi cho oxit axit tác dụng với bazơ, thu được muối và nước. Ở đây đề đã hướng dẫn sẵn với các em rồi. Thu được sản phẩm là muối BaCO3, baricarbonate và nước. Các em lưu ý rằng đối với dạng bài này thì ngoài thu được muối BaCO3 tức là muối trung hòa thì đề còn có thể ra được đó là muối axit tức là muối có hydro trong thành phần phân tử. Tuy nhiên ở mức độ lớp 8, lớp 9 thì các em chỉ học ra cái phần muối trung hòa thôi. Còn cái phần muối axit thì chúng ta có gặp một xíu ở học kỳ 2, đầu học kỳ 2. Và nhưng mà chúng ta cũng không có sử dụng nhiều ở cái phần đó lắm. Chủ yếu là ra được muối trung hòa và nước. Phương trình này đã bằng sẵn rồi cho nên là chúng ta không cân bằng nữa. Chúng ta hạ hệ số 1111 và chúng ta điền số mol của CO2 tìm được vào phương trình. Sau khi giải quyết các dữ kiện yêu cầu của đề bài thì chúng ta mới tiến hành đọc đề và làm câu A. A. Tính nồng độ mol dung dịch barihydroxit đã dùng. Để tính được nồng độ mol của dung dịch barihydroxit BaOH tất cả 2 thì đầu tiên chúng ta phải tính được số mol của BaOH tất cả 2. Số mol lấy 0.1 nhân 1 chia 1. Số mol ra được là 0.1 mol. Các em điền vào đúng chỗ của nó. Nồng độ mol hay còn gọi là nồng độ mol trên lít ký hiệu là CM. CM của BaOH tất cả 2. CM BaOH tất cả 2 nồng độ. Chúng ta có dấu ngoặc ở ngoài nữa. CM thì theo công thức N chia cho V dung dịch. N số mol là 0.1 chúng ta vừa tính ở trên. V dung dịch đề cho là 200ml. Các em lưu ý rằng thể tích thì tính đơn vị sẽ là lít. Cho nên 200 này chúng ta phải nhớ đem chia cho 1000. 200 chia 1000 chính là 0.2. Vậy các em thế số 0.2, số mol là 0.1 đưa xuống. Vậy 0.1 chia 0.2, nồng độ của chúng ta ra kết quả đó là 0.5m. Các em lưu ý rằng nếu như mà các em đã biết làm rồi thì các em có thể dừng bài giảng lại để các em làm. Sau khi mà các em làm xong, các em tính toán kết quả xong thì các em hãy dò lại với kết quả của thầy. Chứ các em đừng có mà cứ thầy giải tới đâu mình chép tới đó. Mình đã biết làm rồi thì mình không cần phải xem bài hướng dẫn. Mình chỉ cần xem lại cách trình bày và cái đáp số có đúng hay chưa mà thôi. Tiếp tục đến với câu B. Tính khối lượng chất kết tủa thu được. Các em lưu ý rằng nếu như bài này đó, chúng ta nhận thấy rằng ở kết tủa thu được. Thu được ở đây đó, sản phẩm ở sau mũi tên gồm có BaCO3 và H2O nước. Thì chúng ta thấy rằng ngoài nước ra thì nó chỉ còn có BaCO3 thôi. Vậy chất kết tủa thu được ở đây chính là BaCO3. Và nếu như chúng ta muốn biết được chất nào kết tủa thì các em có thể mở sách giáo khoa lớp 8 hoặc sách giáo khoa lớp 9. Lớp 8, lớp 9 sách giáo khoa đều có hết. Ở cuối những cái trang sách đó, thì nó có một cái bảng tính tan. Thì các em muốn tra cứu chất nào tan, chất nào không tan hoặc chất nào ít tan thì các em có thể tra cứu ở cái bảng đó. Câu B tính khối lượng chất kết tủa thu được. Thì đầu tiên đó, muốn tính được khối lượng kết tủa là BaCO3 thì cái điều đầu tiên quan trọng của mình đó là số mol. Tại vì nếu như mình không có số mol thì chúng ta không thể áp dụng công thức được. Tại vì ai cũng biết được đó, M bằng N nhân M lớn. M lớn thì đương nhiên có sẵn rồi, các giá trị ở phía dưới này. Nhưng mà số mol chưa có thì chúng ta cũng không tính được. Vậy đầu tiên chúng ta tính số mol trước. Chúng ta thấy nè, CO2 là 0.1 mol nhân chéo chia ngang tức là nhân 1 chia 1. Vậy thì 0.1 nhân 1 chia 1 thì số mol ra được đây là 0.1. BaCO3 0.1 thì chúng ta điền đúng chỗ ha. Sau đó chúng ta muốn tính khối lượng của baricarbonate BaCO3 thì chúng ta lấy N số mol nhân cho M lớn, số mol là 0.1. M lớn của BaCO3, Ba là 137 cộng cho C là 12 cộng O là 16 nhân 3.
16 x 3 48, với C là 12 nhân 60, 60 cộng với 137 nữa là 197. Thì cái m lớn của mình ra 197. Số mol nhân m lớn là 0,1 nhân 197. Mình bấm ra kết quả đó là 19,7 gram. Các em nhớ làm bài bấm máy tính cho cẩn thận ha, chứ đừng có, ở đây thì thầy cũng không có ra kết quả trước, chứ mấy em đừng có xem bài giảng thấy là có kết quả sẵn thì các em cứ như vậy mà các em bê vô như vậy nó chưa có được chính xác lắm đâu. Nhớ là mình phải làm rồi mình ra được kết quả để cho nó quen, mấy em bấm cho nó quen tay, chứ để nếu mà các em không bấm á thì lúc mà đi thi thì các em bấm như vậy các em không có nhanh tay lắm đâu. Nhớ ha, ở đây chúng ta ra được đó là 19,7 gram. Các em nhớ chép bài này vô để mà các em về các em có thể ôn lại ha. Thầy có một bài tập tiếp theo. Dạng bài tập này rất là thường hay có ở các bài kiểm tra giữa hoặc là cuối kỳ. Cái tên gọi của bài tập này đó là hoàn thành phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng này, hay còn gọi là chuỗi phản ứng. Có nghĩa là ở đây chúng ta thấy trong cái ô, cái khung này nè, nó có tổng cộng là 6 mũi tên, thì mỗi mũi tên tương ứng với một phương trình. Thì thí dụ nè, ở đây các em từ S mà các em muốn ra được SO2 thì cái ngay chỗ số 1 này nè, đó là một phương trình. Các em muốn viết phương trình nào cũng được, miễn sao từ S ra được SO2 thì thôi. Có thực ra cũng có nhiều phương trình từ S ra SO2 lắm, nhưng mà ở mức độ lớp 9 của mấy em thì mấy em cứ nhớ S thì cộng O2 ra SO2 tê độ. Tiếp theo đến phương trình số 2 thì chúng ta thấy đây SO2 mà qua đây là CaSO3. Chúng ta muốn cộng gì cũng được hết á. Các em thấy nè, cần phải có Ca. Vậy ở đây thực ra các em nhớ nè, oxit acid mà ra muối. Thì nếu mà các em chưa có rành dạng này, các em có thể mở tập ra mấy em coi lại cái tính chất hóa học. Vậy từ oxit acid làm thế nào ra được muối? Vậy mình coi thì mình sẽ thấy được à, tính chất của oxit acid ở cái bài số 1, mấy em, bài số 1 là rõ nhất. Có 3 tính chất, một là tác dụng với nước. SO2 tác dụng với nước ra acid, thì đó là phương trình số 3. Vậy SO2 làm thế nào để ra muối? Vậy SO2 là oxit acid. Muốn ra muối thì nó phải cộng với cái ngược lại với nó, đó là nó cộng oxit bazơ cũng được, hoặc là SO2 cộng với lại dung dịch bazơ CaOH tất cả hai cũng đúng luôn. Cái phương trình số 3 thì như thầy nói rồi, đây là oxit acid tác dụng với nước ra acid. Rồi phương trình tiếp theo đó là H2SO3 mà muốn ra được cái sản phẩm ở phía sau là Na2SO3, chúng ta thấy cần phải có Na. Thực ra ở đây á, thầy một chút nó thầy sẽ cộng là NaOH, nhưng mà với cái trình độ của mấy em đến học bài 1, bài 2 đó, thì các em có thể lấy acid nè, các em có thể lấy oxit bazơ là được rồi. Cái số 4 mấy em cộng Na2O là nó hợp với cái kiến thức mấy em vừa học. Phương trình số 5 thì mấy em coi lại cái phần điều chế khí lưu huỳnh dioxit trong phòng thí nghiệm. Hai cái phương trình đầu tiên á, đó là dùng ở đây nè, muối sulfit tác dụng với dung dịch axit mạnh như là HCl và H2SO4. Còn phương trình số 6 thì hoàn toàn giống với phương trình số 2. SO2 là oxit axit mà tạo ra được muối. Chúng ta thấy cần phải có Na. Vậy ở đây chúng ta có thể cộng cho Na2O là oxit bazơ, hoặc là các em có thể cộng cho NaOH là dung dịch bazơ thì cũng hoàn toàn đúng. Sau cái phần hướng dẫn của thầy thì các em có thể hình dung ra để các em làm ha. Ở đây thầy gợi ý như vậy nè, nếu mà đi thi kiểm tra giữa kỳ hoặc cuối kỳ thì các em cũng phải nên làm như vậy nè. Ở đây có tổng cộng là 6 mũi tên 6 phương trình. 6 mũi tên 6 phương trình thì các em cũng nhớ đánh số từ 1 đến 6. Rồi phương trình nào biết trước viết trước. Ví dụ mình biết làm số 1 mình viết số 1. Số 2 mình không biết thì mình để y đó. Mình vẫn đã ghi số 2 sẵn rồi, nhưng mà mình để y cái hàng này mình khoan làm. Mình biết số 3 thì mình xuống mình làm số 3 trước. Có nghĩa là trong 6 phương trình này em viết đúng 6 phương trình thì em được tổng điểm trọn vẹn. Còn nếu như mà em viết sai cái nào hoặc là em không biết viết, em để trống thì em sẽ bị mất điểm một phương trình đó. Chứ không có yêu cầu là phải viết được từ 1 tới 6 mấy em ha. Không yêu cầu như vậy. Trong những cái bài thi học sinh giỏi đó thì phải viết được chất trước rồi mới tìm ra mới viết được chất sau. Đó là yêu cầu sâu xa, yêu cầu cao lắm. Còn mấy em thì chỉ làm viết đúng phương trình nào thì tính điểm phương trình đó.
Thì nếu như mà các em đã viết được rồi thì các em có thể viết rồi các em dò lại. Còn đối với ở đây thì thầy hướng dẫn cho nhanh ha. Phương trình 1. Phương trình 2. Thầy cộng CaO, bạn nào cộng CaOH tất cả hai cũng đúng. Phương trình số 3 thì chỉ có một chỗ thôi, đó là cộng nước. Phương trình số 4. Phương trình số 4 nó thầy cộng cái phương trình ở đây như vậy. Nhưng mà thực ra đối với mấy em á thì mấy em có thể cộng một cái rất là dễ. Đó là mấy em cộng Na2O. Mấy em cộng Na2O thì nó sẽ hợp với kiến thức mấy em học hơn, đó là oxit base tác dụng với axit. Nhưng mà mình cũng lưu ý ở phương trình này nè, H2SO3 thường nó không có sẵn đâu. H2SO3 khi mà nó tạo ra được thì nó sẽ phân ra thành SO2 với lại H2O hết rồi. Nó sẽ chuyển ngược trở lại, chứ nó không có mà ở cái hình dạng một cái axit H2SO3 để cho mình có mình cộng ha. Bài chuỗi phương trình thì có thể cho như vậy được. Phương trình số 5, như thầy nói, phương trình số 5 này chính là điều chế khí lưu huỳnh dioxit SO2 trong phòng thí nghiệm. Và phương trình số 6 thì tương tự như là phương trình số 2. Ở đây thầy cộng Na2O, bạn nào mà mình thích thì mình có thể số 6 này mình cộng cho NaOH cũng được. Vì lưu huỳnh dioxit là oxit axit, tác dụng với oxit bazơ cũng được ra muối, hoặc là tác dụng với NaOH, dung dịch bazơ thì tạo ra được muối và nước. Cái nào cũng được hết mấy em, miễn mấy em viết đúng, cân bằng đúng là mấy em sẽ có điểm. Thầy vừa hướng dẫn các em bài giảng tiết 3-4 của tuần 2, một số oxit quan trọng, đề cập đến hai oxit là canxi oxit và lưu huỳnh dioxit. Các em thân mến, hy vọng rằng bài giảng này có thể giúp các em học tại nhà ôn tập thật tốt và các em có thể làm trước các bài tập sách giáo khoa. Tuy nhiên điều này là chưa có bắt buộc. Đợi đến tuần thứ 3 khi mà các thầy cô dạy đúng lớp của mình, dạy trực tuyến tương tác với học sinh thì các thầy cô sẽ dặn bài tập để cho các em làm phù hợp với mỗi lớp. Các em thân mến, đến hôm nay thì 2 tuần học cùng thầy á, học quay clip online đã chấm dứt. Hy vọng rằng 2 tuần này 4 tiết thầy đã giúp được cho các em ôn tập tại nhà thật tốt. Và mến chúc các em, những em mà ở lớp thầy dạy hoặc là những em ở những lớp mà không phải thầy dạy đi nữa, chúc các em ở cả 10 lớp 9 luôn được nhiều sức khỏe và học tập thật tốt tại nhà. Mến chào các em.